Thưa quý vị, sau gần 5 năm triển khai đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 chỉ còn 1,23% so với tổng số hộ dân, về đích sớm 1 năm so với nghị quyết về giảm nghèo bền vững và vượt 0,27% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Một trong những điểm sáng trong công tác giảm nghèo của tỉnh là thành phố Bà Rịa, nơi có sự thể hiện rất rõ nét những đổi thay trong nhận thức, tư tưởng, trong sự nỗ lực vươn lên của chính những chủ thể, những người đang thụ hưởng chính sách giảm nghèo bền vững. Phát triển kinh tế giúp các hộ nghèo giảm nghèo bền vững là một trong những chủ trương được thành phố Bà Rịa đặc biệt chú trọng. Từ chủ trương này, thành phố đã triển khai thông qua nhiều giải pháp cụ thể như nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ dây vốn, đào tạo nghề. Chị Nguyễn Thị Bích Thương ở xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa là một trong các hộ nghèo được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước. Từ năm 2016, chị Thương được hỗ trợ dây 2 lần với số tiền 40 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để trồng rau. Năm 2018, chị Thương lại được hỗ trợ 45 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết. Với sự hỗ trợ của nhà nước cùng sự nỗ lực vươn lên của bản thân, năm 2019 chị Thương chủ động làm đơn xin thoát nghèo. Giờ mình cũng có nhà mới rồi thì mình cũng ổn định nên giờ yên tâm làm ăn, cố gắng nuôi con ăn học. Già yếu lại không có con cái hỗ trợ, suốt hàng chục năm ông Trần Văn Phới ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa phải sống trong căn nhà xuống cấp, luôn trong tình trạng chật chờ sụp đổ trong mỗi mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh khó khăn của ông Phới, năm 2018, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hỗ trợ ông 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Qua đó giúp ông thỏa niềm mơ ước bao lâu nay. Mình cứ nghĩ như cái đời của mình là tới chết thôi chứ không có được cái nhà. Nói thẳng vậy mà bữa nay có được như vậy thì cũng mang ơn tất cả của là cán bộ và nhà nước của mình biết lo cho mình mang ơn hết lòng mang ơn. Để giúp cho các hộ nghèo vượt khó vươn lên, thành phố Bà Rịa luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ vật tư máy móc thiết bị sản xuất, cây trồng, giống vật nuôi, đồng thời nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả phù hợp. Từ năm 2016 đến nay, thành phố có hơn 5.600 hộ nghèo, cận nghèo và vừa thoát nghèo được vay hơn 160 tỷ đồng vốn sản xuất kinh doanh. Trong hơn 4 năm qua, thành phố cũng vận động nhiều nguồn lực để xây dựng 65 căn nhà, sửa chữa hơn 130 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Song song đó, thành phố Bà Rịa đã dành gần 4 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo về các chính sách y tế và giáo dục. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Bà Rịa từ 9,43% năm 2016 đã giảm xuống còn 0,22% vào cuối năm 2019, về đích trước 1 năm và vượt 2% so với mục tiêu đề ra. Năm nay, thành phố Bà Rịa phấn đấu không còn hộ nghèo. Những kết quả trong công tác giảm nghèo mà thành phố Bà Rịa đạt được, ngoài sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của nhà nước, thì còn sự nỗ lực vươn lên của chính các hộ nghèo.